Dấu chân tình nguyện. Dấu chân tình nguyện. Mai Lan và Xuân Tú xin được chào đón các bạn đến với chương trình Dấu chân tình nguyện, được phát sóng trên kênh FM Cảm xúc tần số FM 89MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, mỗi chương trình phát thanh Dấu chân tình nguyện là mỗi cuộc hành trình với rất nhiều những dấu ấn, những kỷ niệm vui buồn và là một trải nghiệm đối với tất cả các bạn trẻ. Những người thực hiện chương trình mong muốn chúng ta có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn về những hoạt động khi tham gia tình nguyện, đồng thời được hỗ trợ thêm những kinh nghiệm, kiến thức khi tham gia các chương trình tình nguyện từ sự tư vấn của các chuyên gia hay lắng nghe chia sẻ từ chính các bạn thanh niên đã tham gia các chương trình tình nguyện. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với một số thông tin về các hoạt động tình nguyện diễn ra trong tuần. Bản tin tình nguyện. Bản tin tình nguyện. Ngày 31 tháng 8 năm 2015, Câu lạc bộ Nhân ái Hà Nội phối hợp với nhóm tình nguyện Whisky và Quỹ Từ thiện Vì Cộng đồng tổ chức chương trình Cơm Từ thiện. Dự án sẽ phát cơm cho bệnh nhân chạy thận và ung biếu tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Hiện chương trình đang kêu gọi sự chung tay đóng góp của cộng đồng về tài chính và thực phẩm. Youth Day 2015, Ngày hội Thanh niên được tổ chức ngày 23 tháng 8 năm 2015 tại khu di tích Công viên Gò Đống Đa, là ngày hội thực sự của giới trẻ, nơi các bạn thể hiện cá tính, sức sáng tạo và bầu nhiệt huyết với rất nhiều hoạt động thú vị. Chương trình được tổ chức mỗi năm một lần vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng nhằm kết nối thế hệ trẻ, những con người cùng chung mục đích và có cùng chung một lý tưởng, một hành động thiết thực cho xã hội vì một Việt Nam phát triển và tươi đẹp hơn. Nếu bạn muốn đóng góp và xây dựng vì một cộng đồng tốt đẹp hơn thì trang web ongxanh.org chính là địa chỉ hữu ích cho bạn. Được ra mắt bởi Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN vào tháng 7 năm 2014, Ong Xanh là trang web đầu tiên ở Việt Nam kết nối các tình nguyện viên chuyên môn với các tổ chức phi lợi nhuận thông qua các dự án tình nguyện trực tuyến có thể hoàn thành trên mạng. Những nẻo đường tình nguyện. Những nẻo đường tình nguyện. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Những nẻo đường tình nguyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ đồng hành với các thành viên của dự án Hà Nội Đủ, dự án tập hợp lượng thức ăn không sử dụng tại các nhà hàng, quán ăn và gửi tới những nơi có nhu cầu trong một hoạt động thường xuyên của họ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO, thế giới có hơn 850 triệu người không có đủ thức ăn, gần 16.000 đứa trẻ chết vì đói mỗi ngày, tức là cứ 5 giây sẽ có một đứa trẻ chết vì đói. Trong cùng một thành phố, khi mà nạn đói còn đang hoành hành, thì vẫn có những sự lãng phí thức ăn diễn ra hàng ngày. Những công ty sản xuất thực phẩm sẽ hủy những hàng hóa lỗi vẫn dùng được. Những nhà hàng sẽ bỏ những thức ăn còn thừa sang một ngày vì không thể để sang ngày hôm sau. Và nhỏ hơn nữa là hộ gia đình cũng đang lãng phí một lượng lớn thức ăn khi không có thói quen sơ chế lại. Đó là lý do Hà Nội Đủ bắt đầu, với mong muốn mang lại sự cân bằng về thực phẩm cho thành phố, vận chuyển thức ăn từ nơi thừa đến nơi thiếu, mong muốn chung tay xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ những số phận bất hạnh, biến Hà Nội thành thành phố thông minh, có thể tận dụng tối đa nguồn lực của xã hội. Các thành viên của dự án tin rằng một hành động tiết kiệm nhỏ bé ngày hôm nay sẽ có một ảnh hưởng vô cùng lớn lao trong tương lai. Bạn Nguyễn Thị Tươi, trưởng ban truyền thông của dự án Hà Nội Đủ cho biết. Hà Nội Đủ bây giờ bọn mình chia làm 4 ban chuyên môn, nhất là ban đối ngoại, ban nghiên cứu phát triển, ban nhân sự và ban truyền thông. Thì các bạn ở ban đối ngoại sẽ có cái nhiệm vụ đó là xây dựng cơ sở dữ liệu và làm việc trực tiếp với các nhà hàng để đề nghị hợp tác. Hiện nay thì đối tượng nguồn cung mà Hà Nội đang hướng đến thì gồm có các nhà hàng, cửa hàng bánh mì, các nhà máy sản xuất thực phẩm và siêu thị. Theo đó, dự án muốn tạo ra một ngân hàng thực phẩm ở Hà Nội dựa trên mô hình của thế giới và dựa trên thực tế. Dự án sẽ tận dụng thức ăn từ các nguồn như nhà máy sản xuất các loại thực phẩm, đó có thể là hàng tồn kho không bán được, là hàng lỗi chỉ bị sai một chút về khẩu vị, còn có thể sử dụng nhưng nếu bán ra sẽ ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Các công ty bánh mì, để đảm bảo chất lượng bánh mì bán ra, thường các công ty này sẽ hủy toàn bộ bánh mì trước hạn sử dụng từ 2 đến 3 ngày khi mà bánh còn dùng được. Các siêu thị, hàng hóa sắp hết hạn cũng thường bị hủy. Các nhà hàng, khách sạn sau một ngày bán hàng sẽ có một lượng thức ăn nhất định chưa bán hết và cũng không thể để được sang ngày hôm sau. Các nhà hàng tổ chức tiệc, sau mỗi buổi tiệc, đặc biệt là buffet, thường sẽ có rất nhiều đồ ăn thừa. Lượng đồ ăn này không thể tận dụng lại nên thường sẽ bị bỏ đi hoặc chuyển đi cho gia súc. Với các nguồn thức ăn tận dụng được, dự án Hà Nội Đủ sẽ phân phát lại cho người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội để giúp họ cải thiện bữa ăn, giúp họ có thể tiết kiệm được một phần chi phí trong cuộc sống.
Tuy nhiên, để thực hiện được những điều đó, các thành viên đã gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện. Dễ nhận ra nhất phải kể đến việc tiếp cận nguồn cung. Bạn Nguyễn Thị Tươi, trưởng ban truyền thông dự án Hà Nội Đủ cho biết thêm. Bọn mình tiếp cận với các nhà hàng thì là gặp rất nhiều khó khăn, tại vì lúc đó là Hà Nội Đủ chưa có danh tiếng gì và các nhà hàng thì gần như là họ hoàn toàn không tin tưởng. Tuy nhiên là những cái rào cản đó thì bọn mình cũng dần dần vượt qua được và bọn mình cũng chứng minh được với các nhà hàng là, đặc biệt là các nhà hàng cũ, rằng là nguồn thực phẩm mà họ được chuyển đến đúng người, đúng nơi. Còn theo bạn Thanh Thúy, thành viên dự án Hà Nội Đủ, bên cạnh khó khăn trên, bảo quản đồ ăn sau khi được các nhà hàng cung cấp cũng là một vấn đề khá nan giải. Phải làm sao giữ được chất lượng, hương vị, hiện trạng trong quá trình vận chuyển tới các địa điểm có nhu cầu, vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến. Bạn Thanh Thúy cho biết thêm. Có một vấn đề mà đến bây giờ các nhà hàng vẫn lo ngại, đó là vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt là tại các nhà hàng lớn thì họ lo ngại rằng là trong quá trình vận chuyển sẽ có bất kỳ một vấn đề gì xảy ra, nó đều ảnh hưởng đến danh tiếng của các nhà hàng. Và mình cũng làm việc khá là kỹ với các nhà hàng về những thực phẩm mà bọn mình có thể mang ra ngoài trời mà không gặp vấn đề gì. Ngoài ra thì bọn mình cũng phải làm việc với các bạn tình nguyện viên khi mà các bạn tham gia phát cơm á, thì là các bạn cần phải đảm bảo cho thực phẩm được nguyên vẹn khi mà đến tay người nhận. Và một cái trở ngại khác mà bây giờ Hà Nội đang gặp phải đó là vấn đề về cơ sở vật chất. Cũng rất là nhiều nhà hàng họ sẵn sàng cung cấp thực phẩm cho Hà Nội Đủ trong vòng 7 ngày. Nhưng mà vì là bọn mình không có phương án để bảo quản những thực phẩm có thể giữ lại được, vì thế nên là bọn mình chế biến lại đồ ăn đó trong ngày và phát ngay trong ngày. Hà Nội Đủ đã chính thức đi vào hoạt động được gần 2 năm. Bắt đầu từ những bước đi nhỏ và chậm, nhưng dự án đã đạt được những thành tựu không hề nhỏ với một dự án còn non trẻ. Đã có hơn 50 nhà hàng khách sạn và 10 nhà hàng doanh nghiệp hoạt động dài lâu tính đến thời điểm hiện tại. Toàn dự án có khoảng 30 thành viên đến từ các trường đại học khác nhau trên thành phố Hà Nội và hơn 300 tình nguyện viên cộng tác viên. Thời gian tới, dự án Hà Nội Đủ hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ đến từ các cơ quan chức năng, các cơ sở chế biến để nâng cao chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hy vọng sau Hà Nội Đủ sẽ có Sài Gòn Đủ và lớn hơn cả là Việt Nam Đủ. Dự án tin vào những điều tốt đẹp mà Hà Nội Đủ mang lại, có khó khăn, có hạn chế, nhưng khó khăn không phải để lùi bước mà là để vượt qua và tiến xa hơn nữa. Góc kỹ thuật. Góc kỹ thuật. Các bạn vừa lắng nghe phóng sự giới thiệu về nhóm Hà Nội Đủ với dự án tiếp nhận thức ăn không sử dụng từ các nhà hàng và chuyển tới những địa điểm có nhu cầu. Ngay sau đây, mời các bạn sẽ nghe những ý kiến trao đổi của anh Nguyễn Minh Lý, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia về dự án này. Thưa anh, việc tiếp cận nguồn cung thức ăn gặp phải một số khó khăn khi mà các nhà hàng không tin tưởng hoặc là không hợp tác. Vậy anh có thể đưa ra một số phương pháp để có thể thực hiện việc này được hiệu quả hơn ạ? Tôi nghĩ rằng là trong công tác thiện nguyện nói chung ấy, thì mình cần phải làm việc rất là khoa học và chuyên nghiệp. Thì để đạt được cái hiệu quả và cái tính thiết thực cao nhất, thì tôi nghĩ rằng là trong cái câu chuyện mà liên quan đến tình nguyện của nhóm gọi là Hà Nội Đủ ấy, thì việc này thì mình làm theo mấy cái cách sau đây là mình cần phải cung cấp thông tin đầy đủ giúp cho các nhà hàng, các khách sạn, các đối tác của mình thấy được cái vai trò của họ trong cái việc mà họ phối hợp cùng mình, cũng như là để họ thấy được cái giá trị, cái ý nghĩa xã hội cao đẹp của cái hành động thiện nguyện này. Nên chăng là mình, nếu được, mình mời các đối tác, mà tốt nhất là những người quản lý của các nhà hàng khách sạn này sẽ trực tiếp tham gia vào một số các cái buổi hoạt động của mình để họ cảm nhận một cách sâu sắc hơn cái giá trị, cái ý nghĩa mang lại cho cộng đồng. Thì khi đó thì họ sẽ dễ dàng hợp tác và phối hợp với mình hơn. Các đối tác dự kiến là họ phối hợp với mình ấy, thì trước khi họ hợp tác với chúng ta thì cũng cần phải để cho họ biết được cái lợi ích của họ trong việc này là gì. Đó có thể là hình ảnh của nhà hàng đó, khách sạn đó sẽ gần gũi hơn với cả khách hàng, với công chúng, hay là cái thương hiệu của nhà khách sạn này sẽ được quảng bá như thế nào thông qua hoạt động phối hợp của chúng ta. Bởi vì là đa số các câu lạc bộ, các cái đội nhóm tình nguyện thì đều không có tư cách pháp nhân, bởi vì các bạn là đội nhóm cộng đồng, thật là khó có thể là tiếp cận với các nhà hàng khách sạn lớn như là những khách sạn 5 sao chẳng hạn. Các bạn cũng chưa được có được cái uy tín cũng như là có được cái đầy đủ cái niềm tin với cả các cái nhà quản lý của khách sạn, nhà hàng.
Vì vậy các bạn nên tìm đến các cái tổ chức có uy tín về thiện nguyện để họ làm cầu nối giúp cho các bạn làm việc với các đối tác. Và Trung tâm Tình nguyện Quốc gia chúng tôi thì luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn trong việc này. Việc xác định nguồn thức ăn cung cấp có đảm bảo an toàn thực phẩm hay không cũng là một vấn đề. Vậy xin anh đưa ra một số chia sẻ xung quanh vấn đề này ạ. Theo tôi thì cái nguồn gốc thức ăn ấy, để đảm bảo chất lượng thì tốt nhất là các bạn cần phải tìm đến các nhà hàng, các khách sạn có uy tín, có chất lượng. Và đặc biệt là họ có được cái giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quan nhà nước cấp. Bên cạnh đó thì mình có cái nhiều cái thước đo khác nhau. Chẳng hạn như là các bạn biết là trên Facebook chẳng hạn thì các bạn ý, bạn bè của mình rồi thì dư luận người ta đánh giá là nhà hàng này, khách sạn kia món ăn ngon, chất lượng đảm bảo, vệ sinh an toàn thực phẩm yên tâm. Đấy thì nguồn gốc rau rõ ràng, rau sạch vân vân. Thì tất cả những cái nhà hàng khách sạn mà chúng ta tiếp cận ý, thì cố gắng là tìm đến những cái địa chỉ, những đối tác mà có uy tín, đã được dư luận đánh giá cao và để lại có những cái thương hiệu tốt. Tuy nhiên đây là một cái hoạt động thiện nguyện mà lại liên quan đến sức khỏe của con người, cho nên là tôi cũng mong rằng là các bạn hết sức cẩn trọng và đòi hỏi cái bản lĩnh của người tổ chức cái hoạt động này. Các bạn cần phải biết nhận cái gì, nhận khi nào, biết là cái sản phẩm này, cái món thức ăn này sẽ dành cho ai, ở đâu, khi nào. Các bạn sẽ cần cái tính toán kể cả về lượng thức ăn, rồi thì món đó thì có sử dụng được nữa hay không, hay là nó có ảnh hưởng gì đến cái người sử dụng hay không. Ví dụ như là có những cái món ăn thì mình nghĩ rằng tốt đấy, nhưng mà cái người nhận ấy, người ta lại đang bị một cái bệnh nào đó mà người ta không thể tiếp nhận cái thức ăn đó được, thì vô tình mình lại là làm việc không tốt. Ví dụ thế, tôi mong rằng các bạn hết sức cẩn trọng. Tôi nhắc lại là đây là cái hoạt động thiện nguyện nhưng mà liên quan đến sức khỏe con người, cho nên là mình cố gắng không thể tùy tiện và làm theo cái suy nghĩ của mình được, mà cần phải hết sức khoa học và chuyên nghiệp. Chính vì nó là cái liên quan sức khỏe của con người cho nên là nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến cả người cho và người nhận nếu mình làm điều đó, một điều gì đó không đúng. Cho nên là mong rằng là các bạn khi tổ chức hoạt động này thì cũng cần phải nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu một cách rất là khoa học, bài bản và chuyên nghiệp, thì nó sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp lớn vào cái việc giúp đỡ, hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Con đường tôi chọn. Con đường tôi chọn. Các bạn thân mến, trong chuyên mục Con đường tôi chọn ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn những chia sẻ tâm sự của bạn Nguyễn Thị Hải Yến, một trong những người đã gắn bó với Hà Nội Đủ từ những ngày đầu tiên. Cháu chào ông ạ. Ông ơi, ông ngồi nói chuyện với cháu một lát được không ạ? Ừ, cháu nói đi. Ông ơi, một ngày ông vá xe thế này thì được bao nhiêu ạ? Cũng tùy cháu ạ, nhiều thì 30.000 đồng, ít thì 10.000 đồng. Ông ơi, cháu đang làm một dự án của cháu là lấy thức ăn từ những nhà hàng khách sạn, siêu thị mang đến cho những người cần nó ạ. Thế cháu mang cho ông được không ạ? Ôi, ông không cần đâu, cháu mang cho bà sống ở vườn hoa kia kìa, họ nghèo hơn ông. Lúc đó, không hiểu sao, có chút gì đó chạnh lòng, nhưng sau đó tôi lại cảm thấy thật sự hạnh phúc, vì biết rằng ông lão dù nghèo nhưng đã không ngại san sẻ tình yêu thương cho những người khác. Đó là một trong số những câu chuyện mà tôi nhớ nhất khi đi làm Hà Nội Đủ. Quay trở lại với tình yêu của tôi đối với Hà Nội Đủ, nói thế nào nhỉ? Nó bắt đầu rất tình cờ và ngẫu nhiên. Trong một lần lang thang trên Facebook, vô tình biết được thông tin CSDS tuyển thành viên tham gia training phát triển bản thân ở Thái Nguyên và làm đơn. Thế là được đi Thái Nguyên. Trở về sau chuyến training 3 ngày 2 đêm, cái mà tôi nhớ nhất là clip của chiến dịch Let's Do It. Lúc đó bản thân bắt đầu suy ngẫm. Tại sao họ có thể làm được một chiến dịch lớn đến như vậy? Tại sao họ có thể thu hút được nhiều người tham gia đến như vậy? Tại sao họ có thể tạo ra được kết quả tác động trực tiếp đến xã hội? Và họ có thể làm được như thế, tại sao mình lại không làm được? Và tự nhiên trong đầu của một đứa sinh viên năm nhất lại muốn làm một điều gì đó cũng có thể tác động trực tiếp đến như vậy. Và rồi cũng chẳng biết có bao nhiêu cuộc họp, cãi nhau đến nảy lửa, rồi cảm giác bế tắc khi không tìm ra giải pháp.
rồi cảm thấy xuống tinh thần khi mà lần lượt những thành viên đi cùng chúng tôi trong chuyến training lần lượt từ bỏ nhóm. Cũng chẳng biết chúng tôi đã đi hỏi bao nhiêu con người, đi kể cho bao nhiêu con người về ý tưởng của mình. Cũng chẳng nhớ chúng tôi đi lang thang bao nhiêu con phố ở Hà Nội. Nhưng để rồi hôm nay có được một Hà Nội đủ. Có lẽ chưa hẳn được nhiều người biết đến, nhưng đối với chúng tôi, nó là cả một kỳ tích, là cả một sự nỗ lực không mệt mỏi. Bạn bè thường hỏi tôi rằng, tham gia như vậy có được gì không mà suốt ngày phải đi trên đường, tốn công, tốn sức, tốn tiền nữa chứ. Nhưng tôi biết, Hà Nội đủ cho tôi rất nhiều, cho tôi cơ hội được làm những gì tôi muốn, làm những gì tôi thích. Hà Nội đủ cho tôi cơ hội tiếp xúc với nhiều mảnh đời khác nhau trong xã hội, để rồi tôi hiểu rằng cuộc sống không màu hồng như mình nghĩ. Để rồi mỗi lần đi, mỗi lần tiếp xúc, bức tranh về cuộc sống lại nhiều hơn một chút và biết quý trọng hơn những gì tôi đã có. Hà Nội đủ cho tôi cơ hội được làm việc với những con người tuyệt vời, những con người mà ở bên họ tôi cảm thấy thật sự thoải mái. Hà Nội đủ cho tôi cảm thấy bản thân mình lớn hơn so với mình suy nghĩ, là trở về nhà lúc 2 giờ sáng sau khi đi phát thức ăn về, là 3 giờ sáng lóc cóc dậy và lên chợ Đồng Xuân tìm người, là nhảy vào nhà hàng nhưng không phải để ăn mà xin thức ăn, là lần đầu tiên trở thành leader của một nhóm có nhiều người hơn tuổi mình đến vậy, là đôi lúc cảm thấy áp lực đến phát khóc, nhưng cuối cùng cũng biết tự cân bằng và vượt qua nó. Hà Nội đủ cho tôi những khoảnh khắc tuyệt đẹp của thời sinh viên. Đó là bức thư tay của bà lão khi nhận được chiếc bánh mì từ chúng tôi, là sự nhiệt huyết ánh lên trong mắt của những thành viên, là cảm giác mỗi chiều chủ nhật khi đến nơi quen thuộc và các em bé ùa ra đón chúng tôi, một cảm giác vui đến khó tả. Và còn rất nhiều điều mà tôi muốn kể về Hà Nội đủ nữa. Thế nhưng nếu các bạn muốn biết thêm hay hiểu về những gì tôi đang nói, hãy đến với Hà Nội đủ. Tin tôi đi, các bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời ở nơi đây. Và tôi giống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, giống với nơi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn, tôi sẽ viết lên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Loài hoa mỗi sắc không là hoa của những buồn đau, tôi là hoa của những nụ cười, cuộc sống của tôi yêu biết bao nhiêu. Dù rằng tôi vẫn biết rằng gian khó đang chờ, rằng điều tôi bước tiếp con đường đã sẽ không dễ dàng. Chẳng gì ngăn được tôi vào những ước mơ này, vì tôi yêu, yêu lắm cuộc đời, và tôi tin vào con tim tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với nơi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn, tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho các bạn vừa lắng nghe chương trình Dấu chân tình nguyện được phát sóng trên kênh Cảm xúc FM 89MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ mời các bạn gửi về địa chỉ gctn@vovgt.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Dấu chân tình nguyện số tiếp theo. Tôi sẽ viết lên câu chuyện của cuộc đời.